Hi everyone, welcome back to lờizaihay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lờizaihay.com. Today we learn Unit 5, Global Warming. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu bài số 5, đó là bài tìm hiểu về sự nóng lên toàn cầu. Communication and culture are clear. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách giao tiếp và văn hóa hoặc là kiến thức liên môn. Everyday English, tiếng Anh hàng ngày. Giving warning and responding. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách đưa ra lời cảnh báo và sự trả lời. Chúng ta sẽ làm bài số 1, number 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box, then practice in pairs. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy nghe và hoàn thành đoạn hội thoại với các cách diễn đạt ở trong hộp dưới đây. Sau đó thực hành nói theo cặp. Chúng ta có 4 đáp án A, B, C, D. Đáp án A, thanks so much, là cảm ơn rất nhiều. Đáp án B, I must warn you. Câu này nói là tôi phải cảnh báo bạn. C, don't worry, đừng lo lắng. D, watch out. À, coi chừng đúng không? Hay là cẩn thận kìa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe đoạn hội thoại trước. Các em sẽ điền từ, sau đó chúng ta sẽ cùng dịch nghĩa đoạn hội thoại này mang nghĩa là gì các em nhé. File nghe số 38. Các em cùng chú ý lắng nghe. Unit 5, Global Warming, page 59. Communication and Culture, CLIL, Everyday English. Giving warnings and responding. Activity 1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practice it in pairs. Hi, Na. Is that a coal-burning stove? Hi. Yes. My dad bought it last week. It heats up our home very quickly. Let me put in some more coal. Watch out, you're too close and will burn yourself. Don't worry, I'm very careful. Yes, it feels very warm, but I must warn you, burning coal produces soot. Oh no, I didn't know that. Thanks so much. I'll tell my dad. Rồi. Vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong, nghe xong đoạn đối thoại giữa Jane và Nga, đúng không? Đầu tiên thì Nga có nói là gì? Hi, à Jane có nói là Hi Nga, is that a coal burning stove? Chào Nga, đúng không? Đó có phải là bếp đốt than không? Nga có trả lời là Hi, yes, my dad bought it last week. I heat up our home very quickly. Let me put in some more coal. À xin chào, đúng vậy. Bố tôi đã mua nó vào tuần trước. Nó làm nóng nhà của chúng tôi rất là nhanh. Để tôi cho thêm ít than vào nhé. Và đầu tiên thì Jane có nói là gì? À, câu số 1 các em nghe thấy cụm từ đó chính là đáp án. À, đáp án D. Watch out. Coi chừng, cẩn thận, đúng không? Đó, cẩn thận đấy. Vậy chúng ta sẽ điền câu số 1 đáp án là D. You're too close and will burn yourself. À, coi chừng, bạn đang ở quá gần và sẽ đốt cháy mình đấy. Và sẽ bị bỏng đấy, đúng không? Câu số 2, các em nghe thấy rằng bạn ấy có nói là gì? À, don't worry. Đừng lo. Vậy chúng ta chọn đáp án C. Don't worry, I'm very careful. Đừng lo, tôi rất là cẩn thận, đúng không? Đó, Jane nói tiếp là gì? Yes, it feels very good. But... À đúng rồi, cảm giác rất là nhanh ấm, đúng không? Nhưng, và các bạn nghe thấy câu số 3, bạn ấy có nói là I must warn you. Đáp án là đáp án B. But I must warn you, burning coal produces soot. Nhưng mà tôi phải cảnh báo bạn rằng là đốt than tạo ra rất là nhiều gì? Bồ hóng, đúng không? Tạo ra bồ hóng đấy. Oh no, I didn't know that. Thanks so much. I'll tell my dad. À, các bạn nghe thấy câu số 4 đáp án là A, đáp án cuối cùng, đúng không? Ôi không,
Tôi không biết điều đó. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tôi sẽ nói với bố tôi. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại đoạn hội thoại này nhé. Jane: Hi, Nga. Is that a coal-burning stove? Nga: Hi, yes. My dad bought it last week. It heats up our home very quickly. Let me put in some more coal. Nga: Jane: Watch out. You are too close and will burn yourself. Nga: Don't worry. I'm very careful. Jane: Yes, it feels very warm. But I must warn you, burning coal produces soot. Nga: Oh no, I didn't know that. Thanks so much. I'll tell my dad. Rồi, và đó là đáp án trong bài số 1. Các em vừa nghe xong. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài số 2. Chúng ta cùng đọc yêu cầu đề bài số 2 như sau. Working pairs. Use the model in number 1 to make similar conversations for these situations. One of you is student A, the other is student B. Use the expressions below to help you. Bài này có yêu cầu như sau. Hãy làm việc theo cặp này, sử dụng mô hình trong bài số 1, bài mẫu trong bài số 1 để thực hiện các cuộc hội thoại tương tự cho các tình huống này. Một trong số bạn là học sinh A và người kia là học sinh B. Sử dụng các cách diễn đạt dưới đây để giúp bạn. Chúng ta có tình huống đầu tiên. Number 1. Student A is burning rubbish. Student B is warning him or her about the dangers of open waste burning to people's health and the environment. Tình huống thứ nhất, học sinh A đang đốt rác. Học sinh B thì đang cảnh báo bạn ấy về sự nguy hiểm của việc đốt rác lộ thiên đối với sức khỏe của con người và đối với môi trường. Number 2. Student B is building a campfire. Student A is warning him or her about the risks of starting a forest fire and the health risks. Học sinh B thì đang đốt lửa trại, đúng không? Học sinh A đang cảnh báo cô ấy hoặc anh ấy về nguy cơ bắt đầu cháy rừng và những rủi ro về sức khỏe. Chúng ta cùng xem phần useful expression. Những cách diễn đạt hữu ích. Giving warning, khi đưa ra cảnh báo. Chúng ta cùng xem. Đưa ra cảnh báo các bạn sẽ có các cụm từ sau đây. I wouldn't da da if I were you. Tôi sẽ không nếu tôi là bạn. Watch out for something. Coi chừng cái gì đó. I must warn you. Tôi phải cảnh báo bạn. My drawer. À, hãy chú ý đến, đúng không, cái gì đó của bạn. Responding to warnings. À, đáp lại lời cảnh báo. Thanks for the warning. Cảm ơn vì đã cảnh báo. I'll be more careful next time. Thanks. Tôi sẽ cẩn thận hơn vào lần tới. Cảm ơn nhé. Oh really? I didn't know that. Thanks so much. Ồ thật ư? Tôi không biết điều đó. Cảm ơn bạn nhiều nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đoạn hội thoại. Đầu tiên thì học sinh A đang đốt rác, đúng không? Học sinh B đang cảnh báo về độ nguy hiểm của việc đốt rác lộ thiên đối với sức khỏe của con người và đối với môi trường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau thực hành nhé. Đầu tiên thì chúng ta có thể nói là gì nhỉ? Okay, wait a minute. Đây là phần bài số 2, phần Everyday English. Exercise 2. Everyday English. Rồi, tình huống thứ nhất, bây giờ học sinh A sẽ nói. Học sinh B đưa ra cảnh báo trước đi.
Học sinh B là người đưa ra cảnh báo trước, và người học sinh B sẽ nói trước nhé. Có thể nói là gì? Oh, bạn đang đốt rác à? Đó. You're burning rubbish. You're burning rubbish. Rubbish. Bạn đang đốt rác à? Đúng không? À, tôi phải cảnh báo bạn rằng là gì? Đốt rác thải lộ thiên thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe con người và với môi trường. Chúng ta nêu luôn tình huống nhá. Chúng ta nói là gì? Tôi phải cảnh báo bạn. I must warn you. Open waste burning is dangerous. Is dangerous to pupils health and the environment. And the environment. Đó. Tôi phải cảnh báo bạn rằng là cái việc đốt rác thải lộ thiên thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe của con người và với môi trường đấy. Đó, vậy người A sẽ trả lời là gì? Thật á? Tôi không biết điều này, đúng không? Cảm ơn vì lời cảnh báo của bạn chẳng hạn. Chúng ta có thể trả lời là gì nhỉ? Oh, really? I didn't know that. Tôi không biết điều này, đúng không? I didn't know that. Cảm ơn bạn rất nhiều, đúng không? Hay cảm ơn vì lời cảnh báo. Thanks for the warning. Thanks for the warning. Cảm ơn vì lời cảnh báo của bạn, đúng không? Rồi, đấy là tình huống thứ nhất. Bây giờ chúng ta có một tình huống số 2. Học sinh B thì đang nhóm lửa trại, học sinh A sẽ cảnh báo với cô ấy, đúng không? Về cái việc gây nguy hiểm cho về việc là có thể là gây cháy rừng hoặc là gây nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Bây giờ chúng ta có thể lấy ví dụ. Phần số 2. Đầu tiên thì học sinh A có thể nói đi. Học sinh A nói trước, ví dụ như là coi chừng, đúng không? Lửa đang lan rất là rộng. Lửa trại thì có thể bắt đầu một trận cháy rừng. Thêm vào đó thì khói thì có rất là gì? Có hại cho phổi của chúng ta. Đó. Bây giờ chúng ta có thể nói nhá. Đầu tiên ví dụ như nói là gì? Coi chừng kìa. Watch out. Watch out. Đó. Lửa thì đang lan rất là rộng chẳng hạn. The fire is getting too large. Đó, coi chừng. Lửa đang lan rất là rộng. Lửa trại có thể bắt đầu cháy rừng đấy, đúng không? A campfire may start a forest fire in addition, hơn nữa hoặc thêm vào đó, khói thì có hại cho phổi của bạn đấy, đúng không? Smoke is bad for your lung. Đó, đấy là lời cảnh báo. Và người B sẽ đưa ra lời phản hồi về lời cảnh báo. Ví dụ như là gì ạ? Cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó, đúng không? Tôi sẽ cẩn thận. Có thể nói là gì nhỉ? Thanks for letting me know. Thanks for letting me know. I'll be very careful. I'll be very careful. Đó, tôi sẽ thật là cẩn thận. Được chưa nhỉ? Rồi, vậy chúng ta đã xong một cái bài rất là ngắn thôi, đưa ra một cái lời cảnh báo và người kia đã trả lời đáp lại lời cảnh báo của chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại nhé. Number one, B. Oh, you're burning rubbish. I must warn you, open waste burning is dangerous to people's health and the environment. A. Oh, really? I don't know that. Thanks for the warning.
Number 2. A. Watch out! The fires are getting too large. A campfire may start a forest fire. In addition, smoke is bad for your lung. B. Thanks for letting me know. I'll be very careful. Rồi, và đó là đáp án của bài số 2 trong phần Everyday English ngày hôm nay. Bây giờ các em sẽ chuyển sang phần tiếp theo, phần clue. Chúng ta sẽ cùng mở phần clues. Rồi, các bạn cùng đọc yêu cầu đề bài phần clue như sau. Number 1. Read the text and take the pictures that show ways to reduce global warming. Bài này có yêu cầu chúng ta như sau. Hãy đọc bài luận dưới đây, đọc bài khóa dưới đây, đúng không? Sau đó thì đánh dấu tích vào những bức tranh chỉ ra những cách để giảm sự nóng lên toàn cầu. Chúng ta sẽ đọc văn bản dưới đây. Các bạn sẽ nhìn các bức tranh bên dưới. Đó, đây là các bức tranh. Thứ nhất là chúng ta thấy là gì nhỉ? À, có một con bò, đúng không? Đang đeo khẩu trang này. Là bức tranh số 2, cow methane emission above 95%, fat 5%. À, khí thải mê tan của bò, đúng không? Đó. Từ miệng là 95% và từ cái lỗ hậu môn, đúng không? Khoảng 5%. Number 3. The wild animals, đúng không? Câu số 3 là các loại động vật hoang dã. And number 4 is crop waste, có thể là cái việc trồng lúa đây, đúng không? Có thể là rác thải từ cây trồng. Number 5. Cutting down trees, chặt phá rừng, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài khóa trước nhé. Sau rồi chúng ta sẽ cùng nhau tích vào các bức tranh mà thể hiện cái sự thể hiện những cách, đúng không? Thể hiện cách để giảm sự nóng lên toàn cầu. Bài này các bạn sẽ chia là mấy đoạn nhỉ? Chúng ta sẽ chia bài này làm 5 đoạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ đọc xong mỗi đoạn, các bạn sẽ dịch nghĩa luôn. Nào chúng ta cùng xem. Farming provides Earth with the food that we eat every day. But farming activities also have a strong warming impact on the global temperature. The good news is that experts have already started thinking about how to reduce it. Đoạn đầu tiên có nghĩa là... chúng ta sẽ cùng nhau đọc phần tiêu đề trước nhé. Reducing the environmental impact of farming. Giảm thiểu tác động môi trường của chăn nuôi. Đoạn đầu tiên, nông nghiệp thì cung cấp cho chúng ta thực phẩm mà chúng ta ăn hàng ngày. Nhưng các hoạt động canh tác cũng có tác động nóng lên mạnh mẽ đối với nhiệt độ của toàn cầu. Tin tốt là các chuyên gia đã bắt đầu nghĩ về cách giảm nó, đúng không? Raising farm animals like cows, goats and sheep makes the planet hotter. There are billions of them and they release methane. A greenhouse gas that is much more dangerous than carbon dioxide. That is why scientists are developing methane catching face masks for cows. They are intended to reduce methane emission by up to 50% per cow. Đoạn này có nghĩa là chăn nuôi động vật trang trại như là bò, dê và cừu thì làm cho hành tinh nóng hơn. Có hàng tỷ trong số chúng. Và chúng đã giải phóng ra khí mê tan. Một loại khí nhà kính nguy hiểm hơn rất nhiều so với carbon dioxide. Và đó là lý do tại sao các nhà khoa học đang phát triển mặt nạ bắt khí mê tan. Đó, mặt nạ bắt khí mê tan dành cho bò, đúng không? Chúng nhằm mục đích là giảm lượng khí thải mê tan lên tới 50% cho mỗi con bò. Another farming activity that heats the atmosphere is growing rice. According to research, emissions from rice farms have the same warming effect as about 600 coal plants. Flooded rice fields also make it easier for soil bacteria to produce greenhouse gases.
New farming methods have allowed rice to grow well in drier fields, limit the amount of greenhouse gases, use less water, and produce better crops. Một hoạt động nông nghiệp khác làm nóng bầu không khí đó chính là trồng lúa. Theo nghiên cứu thì khí thải từ các trang trại lúa có tác động làm ấm tương tự như là khoảng 600 nhà máy điện than. Ruộng lúa bị ngập nước cũng tạo điều kiện cho vi khuẩn trong đất tạo ra các khí nhà kính đó. Các phương pháp canh tác mới đã cho phép lúa phát triển tốt trên những cánh đồng khô hạn đó, đúng không? Cánh đồng khô hơn, sử dụng ít nước hơn, hạn chế được cái lượng khí thải nhà kính này, sử dụng ít nước hơn và sản xuất và cho cái năng suất vụ mùa tốt hơn. In addition, land use increases the global temperature. Plants and trees use CO2 to grow and store large amounts of carbon underground. Cutting down or burning forests to create farm fuels and land for feeding animals releases tons of carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere every year. Luckily, many countries and world leaders have agreed to protect the forests and end deforestation. Ngoài ra, việc sử dụng đất làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Thực vật và cây cối sử dụng CO2 để phát triển và lưu giữ một lượng lớn carbon dưới lòng đất. Chặt phá rừng, chặt phá hoặc là đốt rừng để tạo ra các cánh đồng nông trại và đất để nuôi động vật thì thải ra hàng tấn carbon dioxide và các loại khí nhà kính khác vào trong khí quyển mỗi năm. Nhưng may mắn thay là rất nhiều quốc gia và các nhà lãnh đạo thế giới đã đồng ý trong việc bảo vệ rừng và chấm dứt nạn phá rừng. In short, there are some positive signs that farmers can meet the environmental challenges. However, although the impact of farming on global temperature has been reduced, there is still much to do. Nói tóm lại, có một số dấu hiệu tích cực cho thấy là nông dân có thể đáp ứng những thách thức về môi trường, đúng không? Tuy nhiên, mặc dù tác động của canh tác nông nghiệp đối với nhiệt độ toàn cầu đã giảm xuống, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Đó. Vậy bây giờ chúng ta thấy các bức tranh thể hiện cái sự giảm nóng lên toàn cầu. Thứ nhất chúng ta thấy rằng là gì nhỉ? Chúng ta thấy rằng trong nông nghiệp các nhà khoa học đã phát minh ra đó chính là gì? Mặt nạ bắt khí metan cho bò, đúng không? Vậy các em thấy mặt nạ bắt khí metan cho bò thì đáp án đó là đáp án gì? Đó chính là đáp án số 1. Chúng ta thấy con bò đeo khẩu trang không? Đó, đây chính là đeo khẩu trang bắt khí metan. Đó, chúng ta thấy rằng trên đây sẽ là dấu tích. Số 2, đây là một lượng khí thải metan mà bò thải ra. Do vậy đây không phải là một cái giải pháp làm nóng lên bầu trái đất, đúng không? Làm nóng lên toàn cầu. Số 3 đây là gì nhỉ? Các loài động vật hoang dã trong bài cũng không hề nhắc đến, đúng không? Số 4, chúng ta thấy rằng lúa được trồng ở đâu đây? Lúa được trồng ở trên cạn, nghĩa là nó không bị ngập nước. Đó, và không bị ngập nước thì sẽ không tạo ra vi khuẩn thải ra khí nhà kính, đúng không? Do vậy, số 4, lúa trồng trên mặt nước thì đây sẽ là một cách mà không làm tăng nhiệt độ của trái đất lên. Được chưa nhỉ? Do vậy, số 4 là rất là hợp lý này. Và số 5, chặt phá rừng. Chắc chắn là chặt phá rừng thì sẽ làm tăng nhiệt độ toàn cầu. Vậy chúng ta thấy rằng có một câu là gì nhỉ? Protect the forest and end deforestation. Chúng ta phải bảo vệ rừng và chấm dứt nạn phá rừng. Nhá, chúng ta phải chấm dứt nạn phá rừng. Do vậy câu số hình số 5, bức tranh số 5 cũng không phải là cách để làm giảm sự nóng lên toàn cầu. Vậy trong bài này chúng ta chỉ có hai bức tranh. Bức tranh số 1 và bức tranh số 4. Đây là những cách để giảm sự nóng lên toàn cầu trong bài các em vừa đọc thôi nhé. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài số 2. Bài số 2 có yêu cầu như sau. Working groups discuss the following questions. Hãy làm việc theo nhóm thảo luận các câu hỏi sau đây. What farming activities in Vietnam do you think have negative impact on the
on the global temperature. What do you think are the alternatives to those activities? Bài số 2 có yêu cầu như sau. Bạn nghĩ những hoạt động nông nghiệp nào ở Việt Nam có tác động tiêu cực đến nhiệt độ toàn cầu? Và bạn nghĩ những lựa chọn thay thế cho những hoạt động đó là gì? Ở Việt Nam chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều hoạt động về nông nghiệp, đúng không? Có thể gây tác hại đối với toàn cầu, nhiệt độ của toàn cầu. Đó. Ví dụ như là gì? À, nuôi các loài động vật này, đúng không? Trồng lúa này, trồng cây đấy. À, và sử dụng đất để góp phần. Và có thể là sử dụng đất nữa, đúng không? Những việc này thì có thể góp phần làm nóng lên toàn cầu. Ví dụ như nuôi các bạn ở Việt Nam có thể nuôi bò này, nuôi dê này, nuôi trâu, đúng không? Thì thải ra khí metan vào trong không khí. Hay là những ruộng lúa thì ngập nước. Đó, vậy thì làm cho đất bị nhiễm khuẩn và sản xuất ra khí nhà kính. Thêm vào đó thì chặt phá rừng này, đốt rừng này thì cũng thải ra khí carbon dioxide và một số loại khí nhà kính khác vào trong khí quyển. Nhưng mà thật may là có những giải pháp thay thế, ví dụ như là gì? Chúng ta vừa đọc trong bài phần clear ấy, đúng không? Thứ nhất là chúng ta có thể dùng các loại mặt nạ, đúng không? Các loại mặt nạ cho động vật có thể được sử dụng để bắt khí metan và các phương pháp canh tác mới để giúp trồng cây, trồng lúa, đúng không? Phát triển tốt ở những vùng đất khô hơn. Và hơn nữa thì chúng ta có thể xem xét cái vấn đề là gì? Bảo vệ rừng và chấm dứt nạn phá rừng. Và thật hy vọng là những cái tác động tiêu cực, đúng không? Của các hoạt động nông nghiệp sẽ được giảm thiểu một cách hiệu quả ở trong tương lai gần. Đó là những cái giải pháp bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành. Các bạn sẽ cùng nhau nói lại bằng tiếng Anh các em nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau nói lại. Những hiện tượng ở Việt Nam chúng ta. Ví dụ, đây là bài số 2 phần clear. Exercise 2. Clear. Đó. Rồi, bây giờ có thể nói là gì nhỉ? In Vietnam. Ở Việt Nam chúng ta, đúng không? In Vietnam. Raising farm animals. Raising farm animals. Nuôi các loài động vật hoặc nông trại này, đúng không? Growing rice, trồng lúa này. And land use, là sử dụng đất, đúng không? Contribute, đó, cũng góp phần, đúng không? Do contribute to global warming, cũng góp phần làm cho khí hậu của toàn cầu nóng lên. Đó, cũng làm nóng lên toàn cầu. Đó, chúng ta có thể kể các loài động vật là cows. Ở Việt Nam chúng ta nuôi bò này, dê này, đúng không? Goats and buffalo. Đó, ở Việt Nam chúng ta nuôi trâu mà, đúng không? And buffaloes. Releases thì thải ra, methane into the air. Thì chúng ta sẽ thải ra khí metan vào trong không khí, đúng không? Tiếp tục, ngoài ra có gì? Flooded rice field. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng sử dụng những cái ruộng lúa ngập nước này, đúng không? Make soil, làm cho đất. Make soil bacteria, làm cho các vi khuẩn ở trong đất, đúng không? Sản xuất ra, produce
greenhouse gases, các loại khí thải, khí ga đúng không, khí thải nhà kính ấy. À, thêm vào đó in addition, cutting down, thêm vào đó có thể như là gì, chặt phá rừng đúng không, cutting down or burning forest, chặt phá hoặc là đốt rừng. Don't burning forest. Releases thì sẽ thải ra gì nhỉ, carbon dioxide, khí thải carbon dioxide đúng không, and other greenhouse gases, and other greenhouse gases into the atmosphere, into the atmosphere. Đó. Ngoài thêm vào đó thì việc chặt phá hoặc là đốt rừng thì cũng thải ra khí carbon CO2 và những cái khí nhà kính khác vào trong bầu khí quyển của chúng ta. Luckily, nhưng mà chúng ta rất là may mắn bởi vì là gì nhỉ? Có rất là nhiều những giải pháp. There are alternative. Có rất nhiều những cái giải pháp cho những cái hoạt động này, đúng không? To these activities. To the activities. Đó, đầu tiên có thể nói là gì nhỉ? Mask for animal. Chúng ta có thể sử dụng mặt nạ cho các loại động vật, đúng không? Can be used to catch meeting. To catch meeting. Mặt nạ dành cho động vật để bắt metan, bắt khí metan, đúng không? Và ngoài ra thì có gì nhỉ? And new farming method, và những cái phương pháp canh tác nông nghiệp mới. Đó. New farming methods help rice to grow well, có thể giúp cho cây lúa đúng không, phát triển tốt hơn, nghĩa là lớn tốt hơn, lớn nhanh hơn. In drier fields. Đó. Mặt nạ cho động vật thì có thể được sử dụng để bắt khí metan, và các phương pháp canh tác nông nghiệp mới thì sẽ giúp cây gạo phát triển tốt ở trong những cái đồng ruộng khô hạn hơn, đúng không? Also, ngoài ra chúng ta cũng phải xem xét, đúng không? Considerable efforts, những cái nỗ lực to protect the forest. Chúng ta phải xem xét những cái nỗ lực để bảo vệ rừng này, and end deforestation, và chấm dứt cái nạn phá rừng, deforestation. And end deforestation. Đó, chấm dứt nạn phá rừng. Và hy vọng rằng, hopefully, hy vọng rằng là gì nhỉ? Những cái phương pháp này đúng không? Hoặc là những cái ảnh hưởng tiêu cực này, negative impact. The negative impact of farming activity. A farming activity will be reduced. Có thể là được giảm thiểu đúng không? Một cách có hiệu quả, greatly in the near future. Đó. Rồi. Và hy vọng rằng là những cái tác động tiêu cực đối với các hoạt động mà trồng trọt đúng không, hoạt động nông nghiệp thì sẽ giảm thiểu một cách đáng kể trong tương lai gần. Rồi, và đó là phần phần bài số 2, phần clear. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại nhé.
In Vietnam, raising farm animals, growing rice, and land use do contribute to global warming. Cows, goats, and buffaloes release methane into the air. Flooded rice fields make soil bacteria produce greenhouse gases. In addition, cutting down or burning forests releases carbon dioxide and other greenhouse gases into the atmosphere. Luckily, there are alternatives to the activities. Masks for animals can be used to catch methane, and new farming methods help rice to grow well in drier fields. Also, there are considerable efforts to protect the forest and end deforestation. Hopefully, the negative impact of farming activities will be reduced greatly in the near future. Rồi và đó là đáp án trong bài số 2 phần Clear ngày hôm nay. Chúng ta có thể tham khảo đáp án của cô nhé. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye!